bạn mới mua một chiếc Apple Watch phiên bản LTE. Viettel xin hướng dẫn bạn cách cài đặt eSIM trên chiếc đồng hồ thông minh này. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng iPhone và Apple Watch của bạn đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Số điện thoại của bạn là thuê bao của Viettel đang hoạt động và có kết nối Internet di động. Để bật Apple Watch của bạn, hãy nhấn và giữ nút sườn cho đến khi bạn nhìn thấy logo của Apple. Đưa iPhone lại gần Apple Watch của bạn, màn hình ghép đôi của Apple Watch sẽ xuất hiện trên iPhone. Nhấn nút tiếp tục. Nếu bạn không thấy màn hình này, mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone của bạn, sau đó chạm vào ghép đôi đồng hồ mới. Sau đó đặt iPhone sao cho Apple Watch của bạn xuất hiện trong kính ngắm trên ứng dụng Watch. Thao tác này sẽ ghép đôi hai thiết bị. Chọn thiết lập Apple Watch, làm theo hướng dẫn trên iPhone và Apple Watch của bạn để hoàn thành thiết lập. Tin tốt cho bạn đây, với dịch vụ eSIM của Viettel, Apple Watch giờ còn có thể dùng chung một số điện thoại và gói data với iPhone của bạn. Rất đơn giản, cùng Viettel thực hiện các thao tác nhé. Đầu tiên, trên điện thoại của bạn, mở ứng dụng Watch, chọn My Watch, sau đó chọn vào di động, chọn thiết lập di động, điền số chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu đã đăng ký cho số thuê bao đang gắn trên iPhone của bạn. Vui lòng chọn đồng ý để bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ. Chọn đồng ý với những điều khoản và điều kiện khi sử dụng dịch vụ của Viettel. Sau đó, chọn đóng để hoàn thành đăng ký. Thành công rồi! Tận hưởng eSIM của Viettel trên Apple Watch ngay thôi nào! Nút Cellular sẽ chuyển sang màu xanh lá cây khi bạn có kết nối. Các chấm màu xanh lá cây cho thấy cường độ tín hiệu. Khi gói di động của bạn đang hoạt động, nhưng đồng hồ của bạn được kết nối với iPhone bằng Bluetooth hoặc Wi-Fi, thì nút Cellular sẽ chuyển sang màu trắng. Apple Watch hiện đã xuất hiện tại các cửa hàng Viettel Store trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 1800 8098, Facebook Viettel Telecom, website viettel.vn.